Vừa thấy nó quẩy đây. Ở đây rồi. Đây các bạn. Ủa dưa hầy cái tay rồi. Nè các bạn. Ủa dưa. Nào các bạn. Trời bự luôn. Thì nó còn nấy mà. Rồi, ngay đầu rồi đó. Chúng thôi lòi kìa. Tiếu à. Ngay đầu rồi, chết rồi. Không, cái đó cái vũng thôi, nó chết rồi. Ô, con này bắn ngang người. Ấy lụm con bự đi anh Đăng, mấy con bò nhỏ bỏ đi. Thôi ba lụm hai con đó rồi. Ôi núng lắm, cái này chắc núng đấy anh Đăng ơi, từ từ anh Đăng ơi, giúp coi mà nhắn được thì xuống được thôi á. Không tới quần à. Người ta lội quá trời kìa. Vấn đề là uổng. Nó chui xuống nha. Ôi cái con em mới bắn to lắm nha. Con nó to bự bên kia luôn. Bắn con trong đó hả? Dễ. Khôn thật đấy chứ. Ôi lún sâu lắm anh Đăng ơi. Ừ. Con kia sao tới hãng luôn rồi đó. Con nó bự á. Anh nghiêng người đi không té đâu. Nè anh Đăng. Nè anh nghiêng là thấy được rồi. Đi hết được rồi. Ù nó bự ha, con nó bự á. Ờ, lấy cái cây khều. Đừng bước ra nữa. Ui, coi chừng nó. Cây con nó bưởi. Đứng trên bờ thấy là mê mê rồi. Ôi, coi chừng cắm xuống nha anh. Ừ, lấy con bự đó được rồi. Ý, ui, trời ơi, to. Em. U nù luôn. Rồi, con này nướng. Chọi lên đi, chọi lên đi. Thôi, chọi nó mất á. Đây nè. Thôi, bước lên đi. Coi chừng. Lấy hai tay đi cho dễ không? Dữ đồng bọn. Chắc hôm nay mình nghĩ bánh chim mình bắt đầy lòi thôi. Bự quá luôn, bự quá trời bự luôn. Đã, ok. Con này bự ha. Tiếc con cò hồi nãy ghê á, bắn đầu tiên giữa sống lưng luôn mà. Bày. Này các bạn. Ngay đầu. Ôi, cò trắng kìa. Hôm nay mình đi bắn tời lòi đi. Anh Đăng ơi, hai con anh Đăng. Đây một con nằm ngửa đây với một con. Con đang đu đu đó hả? Ừ, một con nằm với một con ở trong ngay cái nỗ kia dính rồi. Thủng qua người rồi. Bắt cái con đang nằm kia. Rồi. Ừ, chưa, nó ngóc đầu lên. Điếm thiệt chứ. Mày ngóc này rồi. Chưa. Anh bắt vào đuôi nó à? Nó trơn trơn sao nhờ. Đây. Ơi. À, cái lỗ nó ngay đó. Hồi nãy mà bắn trúng nó cũng ấy. Con lịch ngang bụng kìa. Còn một con ở bên dưới nữa, một con bên dưới. Rồi hai con được rồi. Ba hả? Con anh Đăng ơi, ba con á. Ba con hả? Ừ, một con ngay đây và một con ngoài chỗ núi bắn kìa. Ôi, con núi bắn nó lại bật lên kìa. Chạy kìa anh Đăng. Anh Đăng nó chú lỗ. Ok. Rồi mất. Chụp con đó trước đi. Ném em anh Đăng. Cho dễ. Ừ. Một con ở ngay chân anh cái chỗ máu thấy không? Cản không kịp. Anh Cường. No. Anh Cường. Cản không kịp. Ngay chỗ chân anh á. Đây nha các bạn. Ngay chỗ cái máu đây không? Một con nè. Đó, một con đó. Rồi một con trên nữa. Sau lưng con nữa. Không, trên đây này, trên bên trên đây này. Trên này hả? Đó. Ngay chỗ quay lại. Trên bên phải. Trên bên phải có hai cái lỗ thấy không? Một cái lỗ đạn bắn, một cái lỗ nó chui xuống á. Ừ. Lỗ này hả? Ừ. Nó bắn nó vào trên kia chứ. Không đâu đó.
Ấy, ấy thằng này vừa mới mất công được đây một chút. Ôi cái con mà gì dựng cái vây lên đằng xa kìa. Trời, nó to kia. Thấy chưa? Thấy chỗ đó chưa? Ôi con đấy to anh Đằng ơi. Đâu rồi ta? Này ta bắn cái đất cũng ngon này. Rồi. Gục. Ok rồi, ok. Êm. Vui ta. Con nó gục rồi đúng không? Lên con này đi anh Đặng. Chạy mất. Rồi. Xong luôn rồi. Con này đi anh nào. Con kia xa quá. Ui anh Đặng ơi, con này á tầm muối hột á, cái muối hột nó bự ấy, xong là muối ớt ấy, xong nướng. Đi đang nặng cái này thôi. Lấm con này đi anh Đặng. Ý vậy không kêu em lại bắn thêm con nữa rồi. Sâu lắm. Tiếp tục. Mấy con nhỏ mình để cho nó lớn, mốt mình bắn xong. Con này ôi to. Em ui. Sướng ghê. Anh đang rửa luôn cho nó sạch. Ông rửa nó nhảy mất à, rồi. Chắc buồn lắm. Đây, dạ, nhắn cho em này. Đi. Này các bạn. Con này chỉ có bắn ngày đầu mới ấy anh Cường ơi. Đẹp quá trời. Bự. Con này chút xíu nướng muối ớt à. Sướng. Nữa hả? Sao thì nó nhiều ấy lắm, em có làm clip. Đâu anh nào? Còn không? Con bự á. Ừ. Chứ không chơi con nhỏ đâu. Đó. Má cái đâu cho báo rồi. Rồi, ê chưa. Rồi chưa. Rồi ê chưa mới ghê. Rồi. Rồi từ, nó không chạy đâu. Bắn tiếp đi. Cái con bự nữa đâu. Có mấy con nó dưới nước á. Ừ, mấy con nó bơi dưới nước mà. Nghe cái chai á. Con vô lụm con đó đi em lại đằng này em bắn tiếp chứ. Anh đang ném ấy. Con kia kìa. Con đằng kia còn sống. Rồi các bạn. Bự hơn con cái mình nhiều luôn á. Trời ơi là trời. Bự ghê không? Hả? Anh bắn đi.
các bạn. Thôi lòi quá trời. Quá trời luôn. Nè cái con em mới bắn nè, anh mở ra anh coi đi. Nó bự hơn cái con nãy nữa. Con em mới bắn hả? Ừ. Quay. con bò. Con bò chứ đâu phải con cá. Đã. Các bạn nhìn nè, con này nướng ngon cực kỳ luôn. Rồi đi anh Đạt ơi, bốn con rồi. Còn con đây nè các bạn. Quá trời bự luôn. Rồi chết rồi. Đây để mình lượm nha. Ôi con này bự ghê luôn. Đâu ta? Thấy đây mà. Đâu rồi? Ôi con kia nó bơi kìa. Con đây đâu đây? Vừa thấy nó quẩy đây. Ở đây rồi. Đây các bạn. Ủa dưa hai cái tay à. Nè các bạn. Ủa chưa. Nè các bạn. Bự luôn. Bự hơn con nãy nữa. Anh Cường ơi. Cường. Bự hơn nữa. Đạt ơi, rửa con này giùm em đi. Đạt. Rồi. Ê, coi chừng nó chạy. Bự ghê không? Như con cá lóc luôn á. Trời ơi, con chân. Thế em thấy ghê chưa? Được, em mượn đi. Con này nướng thì đã lắm. Con này mới gọi là bự đi. Nữa anh Cường. Em gì? Ông nội ơi, con này cá kèo nè. Cá kèo. Ông không biết con cá kèo với con cá thời loài luôn. Ông bắt lộn. Bắt lộn cá kèo ơi. Nè. Thôi đi lại kia đi. Đi. Anh Đăng ơi. Nữa nè. Một con nữa nha các bạn. Bắn cái con nè. Cường, chỉ anh đàn con đó nha. Dưới cái vũng kìa, bên đường kìa. Thấy chưa? Rồi. Mấy con dưới nước rồi. Ừ, cá kèo không à. Kim bắn tiếp nha các bạn. Ôi, đây thòi lò nhiều ghê luôn. Bự nữa chứ. Để thấy con bự đâu đây, đâu đi. Kìa nó lủi lỗ kìa. Rồi tuyệt vời nha các bạn. Một con nữa. Đây các bạn, một phát ăn ngay. Xuyên bụng rồi. Tuyệt vời. À, con hồ là cũng quá trời luôn. Cái này ngon hơn thịt chim. Ngon hơn nhiều. Lủi bụng cái mặt nữa. Không sao, em chịu dơ được, ngon là được. Hai con cắn nhau quá à. Thôi mấy cái này lỗi khó lắm Cường, đi bỏ đi. Con nào gần gần đấy trời luôn. Nhưng mà mốt mình chờ nó vô trong kia rồi mình bắn sau đi. Cứ cái gì trời. Thôi ở đây đâu lỗi được đâu. Được, con này gần gần đây nè, đó quá trời luôn kìa. Được hết á. Bắn mấy con gần nha. Không bắn con xa đâu nha, đậu ở chỗ này đã quá. Anh bắn cho xa vô, con gần đều không bắn. Đó, khiên rồi đó. Khiên chưa?
rồi. Thôi chết rồi, anh đang đặt. Đó, con dưới lỗ đó. Con trên cái lỗ này. Dài rồi. Nhảy. Rồi. Rồi xong, hai con, con giờ nó đi. Thôi bắn hết đám đi. Ừ. Hả? Thôi bắn nốt con nữa lụm là vừa. Ba con thôi được rồi. Gần rồi, rồi chết luôn rồi. Rồi bốn con. Bốn con anh Đăng. Nè. Bốn con này hả? Bốn con là êm lắm á. Chị hắn lên nè. Cái này là thêm một pha thách bạn bắn đấy nè. Bắn lên bốn con lượm đuối. Anh Đăng lấy cái lá dừa kéo xuống rồi. Ôi con của Peter bắn ngang người cho nó đồng đấy. Thôi lượm mấy con đó thôi, đừng lượm nữa. Anh Đăng lấy cái lá dừa nè, sau lưng nè. Đúng. Tuốt ngoài con nữa kìa. Ngoài kia con nữa kìa. Êm. Mà con, đó còn con ngay hai cái lỗ đó đó. Ừ, lỗ mình bắn mà móc được. Đi đi lên. Được ba con, bắn bốn con lượm được ba con. Thôi mà. Được rồi, em đừng làm em bắn nữa. Thôi lên đi, lên đi. Thôi lên đi. Tuyệt vời không mà trời lung linh. Kéo táo rồi. Dơ bị bạn về ruồng bỏ. Yeah. Em quá anh Cường ơi. Tiếp tục đi. Ở nghe lực. Mày chứ mặt. Lỡ vắng, vắng con nhỏ. Cho rửa miếng được không? Được. Ừ. Ê, mày. Gì hết nổi. Để cái giò kia vậy hả? Chuẩn. Giò kia đâu cần rửa. Mày giới được không rồi? Cua hả? Bắn được con nữa hả? Đâu? Ôi, ông bắn con nhỏ rồi. Quất. Đừng cho má nó hay. Bắt nó đi, đừng cho má nó hay. Anh lên cái trình này anh rửa luôn nè. Qua bên đó rửa luôn. Qua chỗ này. Thôi đừng rửa đi. Đây con tôm ta. Qua bên chỗ nhỏ nhỏ đó. Em đây lấy chưa? Còn nè. Ừ, em đây lấy chưa nữa chứ. Đó các bạn. Bánh thời nồi là bánh nó thịt như này nè. Thôi con này tí nướng bá cháy luôn cực. Ngon lắm. Anh kết đi chứ. Nè các bạn. Một túi rồi. Một túi thôi loài rồi. Nè các bạn. Quá trời luôn. Kết chưa? U bự. Cháu nu luôn này các bạn. Đây 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 con trên đây. Đấy, con trên đây chạy rồi. Được các bạn. Sau khi bắn xong anh em mình về sơ chế thì nó ra như thế này nha. À, cá thòi lòi quá trời bự luôn nè. Đây còn bự nhất mình bắn nè. Trời ơi, muốn bằng hai ngón tay mình luôn á. À, đây là rau rợ nè. Bây giờ nướng lên thôi. Quá đẹp.
Đây các bạn, mình mới làm thêm chén chấm này. Đó, thấy không? Quá hấp dẫn. Này mà nướng lên là xúi dách luôn nha các bạn. Này các bạn có thể thấy này, con cá này, cá bốn sao này, trên người nó có đốm 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 đốm, cực kỳ đẹp luôn nha các bạn. Này có cá với cà chua như này. Cái con bự bự này là con mình bắn nè. Cà chua rồi chén nước chấm mình mới đâm. Rồi bây giờ anh em mình đưa đi nướng nha. Đó, quá tuyệt vời luôn. Đây các bạn, cá lên bếp rồi nè. Nó mới bỏ lên một chút xíu mà nó vàng ươm rồi. Nó bắt đầu chuyển sang màu vàng. Đây thành quả của anh em mình đây. Mời tất cả mọi người.